Chào cô chú anh chị nha. Hôm nay trời mưa mưa mà cái bãi như cái chuồng heo luôn anh chị ơi. Đó. Bây giờ thì hai anh trai ở Phú Thiện, Gia Lai đó, lặn lội đường xá xa xôi vào cửa hàng em Thành, cũng như ủng hộ em Thành hai chiếc, một con Isuzu TA 410 và một con Isuzu TA 337. Hai con cũng đều là siêu VIP nguyên rin nguyên bản hết. Không, lấy chữ đó gắn ở rồi. Chứ ngoài đó cái chữ kia, cái kiểu của cái đời cũ. Chứ lấy cái GX luôn hay sao á. Đỡ đi, hồi mình kiếm sau hay sao. Hay là bỏ hai cái vô luôn, lấy hai cái chữ. Bên chữ này, bên chữ kia hả? Rồi gắn. Lấy cái chữ GX luôn nha. À, đồ thì về không có đường, không đường lui luôn anh chị. Về bây giờ khách đó này Mitsu MT80 cũng mới về, nãy giờ rửa mà trời mưa. Thì anh em thầy thợ cũng đang cố gắng làm cho nó xong. Này khách không lấy đuôi, dự ra cái đuôi siêu VIP luôn, đuôi như mới. Đuôi 1m7, bông làm việc phủ bì 1m8 mấy. Đó, đùi đầy đủ cơm lê luôn nha. Còn đây là con TA này là siêu VIP siêu cộp luôn nha. À, bình mới nhất mới, long lanh luôn ha, long lanh. Quỳnh lấy cái miếng cao su lót sàn, long lanh luôn anh chị, long lanh cực kỳ long lanh luôn. Nguyên riêng nguyên bản mà long lanh cỡ này, quá long lanh luôn. Đó, ốc tán này cũng chạy dần này, nó long lanh luôn. Lên xe về với chủ mới luôn. Đó, con này là 410, con này cũng là long lanh luôn, nguyên riêng nguyên bản hết. Hả? À, không có cho quay đâu. Không phải cái đó đè cái nó cụp vô mà ta. Không, từ từ xiết hai con này nè, sao nè. Cho nó vô rồi mới xếp. Quay xe thôi, chỉ quay xe thôi chứ không quay người đâu. Quay người ở biết mua ở đâu khó lắm. Không của nó, nhưng mà nó chỉnh chưa tới. Chỉnh chưa tới, nếu mà nó... Cái này có ấy lại xíu không em ta? Xương này nó phải lên. Cái nào hỏng? Sao hỏng được? Không phải. Nó tuột ra đúng không? Không ăn chốt là nó mòn cái chốt á. Không, không phải hỏng, nó mòn chứ không phải hỏng. Lâu ngày nó mòn. Isuzu TA 410. Con này hai con là nguyên riêng nguyên bản hết. Mới về là về Phú Thiện, Gia Lai luôn. Đó. Cái kỳ nha quý anh chị. Riêng nguyên. Rồi lên xe. Anh chờ đây là hai anh khách. Cái này là chúc cho chủ đi tốt dùng bền đó.
thứ hai được không, vừa không, vừa không? Chú thứ hai lên xe về với Gia Lai luôn, Phú Thiện luôn. Hai anh em gần nhỉ, hai anh em em rể, anh vợ. Máy nổ này cực kỳ luôn ha, hai chú hơn 3 lít về. Ê, nghiên cứu nổ mấy cái con V này chạy vô trong nhà đó rồi. Rồi mai làm tiếp. Nó lại khác nữa. Anh có duyên với em được 15 đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà không có duyên được 14 đúng không? Không, không có duyên được 18 rồi. 18, 20. Dạ. Hôm nào, hồi nào lấy. Để hôm nào có chuyến á. Có chuyến á, nếu mà về anh lấy thì em bảo cho có mấy cái vàng 1m4, 1m5 mà tầm 5-7 triệu gì đấy. Về anh làm nè, ép luống nó dễ hơn. Dạ. Với lại nó rẻ nữa anh, nó rẻ nữa chứ. Chứ còn nó đẹp quá mà về mình phá đi thì. Dạ. Đúng rồi, mua vàng để rẻ thôi là được. Dạ, nước đầy rồi. Có xả nhớt đó, châm nhớt mới hay là sao không? Chứ nãy nó mới châm nước rồi. Lúc hai anh trai về đi tốt dùng bên. Rồi khi nào vào ủng hộ thằng em thêm một vài con nữa. Rồi, vải mình là như cái chuồng heo luôn.